Hello cả nhà, hôm nay mình qua tới Úc rồi cả nhà. Tới Úc là có lọc ăn liền nè, bún riêu bên Úc nha. Bữa mới ăn bún riêu Việt Nam thì ăn bún riêu bên Úc nè. Bún riêu bên Úc còn xịn sò hơn bún riêu Việt Nam, nó có cua rồi nè, còn bún riêu Việt Nam ăn không có thấy cua gì hết. Tô này bằng hai tô bánh á. Ớt nhung. Không. Giờ hạn chế ăn ớt. Mỏng quá hả? Ngon. Ớt nó mụn quá. Ngày bữa có thứ chất mụn này thích chưa? Miếng ớt cay cay ngon chứ nhỉ ha. Ừ. Cái mụn. Dạ. Ừ. Mình lấy nó không xếp gì luôn kìa. Đỡ rồi. Khỏe. Dạ. Không đem bọc dưới ăn. Bị tưởng đâu đem mấy mỹ phẩm rồi nhiều nó xếp hả? Xếp. Nên... Nên qua máy kem nó cho qua luôn. Mở không có khui. Hai chú. Dạ. Nè. Dạ. Sao mày? Chú đi liền. Có khách rồi. Hai chú. Có thở đâu. Trời ơi, em cho hả đi chú? Con đắc hồi, mà chú nhà trời ơi. Nhiều khi anh chị bệnh cả tuần phim. Không có khách tiền. Đi. Lúc mà qua chỗ hải quan á, ghi trong cái tờ khai á là người thường trú, người thường trú về qua Úc thường trú, qua Úc về Úc, qua Úc người qua Úc thường trú, qua Úc thường trú, ông nó mới nói không, cái này không phải ông đúng. Đây là nó bắt ghi là người Úc về Việt Nam thăm gia đình. Đúng nói mình là người Úc luôn chứ không phải là thường trú nữa. Thường trú nhân không rồi. Thường trú nhân trước rồi, cái này về thăm gia đình. Thăm gia đình đó. Vô. Gì không đúng á. Mình nói với là người à. Thường có phân định thường trú không? Là công dân Úc rồi. Người Úc rồi. Công dân Úc. Về thăm family thăm gia đình. Chứ đâu phải du lịch, đâu phải là tạm chú như chú lận á, là tạm chú đó. Ủa, thấy giật mình nữa, nói ra không lẽ nó công nhận mình là người Úc hả? Rồi, có gì sai là công nhận rồi. Nó mới cấp cho tôi. Nhưng mà chơi du tịch thôi không? Du tịch thôi. Du tịch mấy năm bây giờ ta? 4 năm. 7 á, giờ 7 á. 7 năm? Anh nghĩ 7 năm á. 5 năm hả? 5 mới 7 vô. 5 năm. Muốn được 5 năm. 5 năm rồi. 5 hả? 5 năm rồi. Mà phải thi. Thi thì từ từ học. Anh thi. Có giao cho Nhung. Có khi ngầm đợt nó cho vô luôn. Dạ. Không có thi nữa. Dạ. Ừ, mấy người lớn tuổi cho vô luôn. Mấy người trẻ không biết sao nha. Mấy người lớn tuổi cho vô luôn. Tới học. Uống nước đi. Các bạn. Uống đang uống nè. Ừ. Uống ra một chút. Chú uống rồi. Con uống nè. Từ từ ra qua đây nước mà. Làm thì làm, cũng phải lấy căn bản tiếng Anh, dạ. Ít nhất cũng phải 3 tháng. Dạ. Chứ mà qua đây mình lao đầu vô đi làm rồi không có thời gian thì không. Là mùi tiếng Anh luôn á. Dạ. Thứ này đi ra là mở miệng tiếng Anh không à. Giờ cứ mua mặt tôi nộ không biết mua làm sao nữa. Mới qua mà từ từ học nha, mua. Thành đó không? Hồi đó thằng Cang thì làm gì cũng kêu chị nó làm cho. Đi mua chị cũng kêu nó mua nữa. Con em á, nó biết. Ừ. Nó biết á. Chị không mua, chị kêu thằng Cang mua. Chị không mua để cho anh biết. Ăn cho buồn ngủ rồi. À, ăn cắm. Ăn cho buồn ngủ. Ngon, nó đụng ăn ngon. Ăn bên.
không? Xuống chưa? Lắc lắc thôi. Lắc lắc thôi. Làm cái nữa đi. Vậy một số năm cho nó ấm hóa. Thôi. Tôi. Tụng nó qua đây quên rồi chứ cũng nhớ ta. Đúng không anh? Gầu biết gầu gém thiếu có, gì không? Biết có út liền á. Ừ. Dạ. Gầu gém biết thiếu gì không? Gì chú? Dùng muốn trẻ. Hello cả nhà. Đi... Hả? Hello làm cả được nhà. Làm được hôm đi ông Khánh về tới tối nấu tới tối rồi. Sao vậy? Vậy? Thiếu gầu muốn bắp chuối nữa. Gầu muốn đổi gì? Gầu muốn nữa rồi không cần bắp chuối. Bắp chuối nữa. Đổi gì? Coi. Nè. Ở Việt Nam cũng có trẻ đó. Gầu trẻ gầu muốn. Ở đây nhiều gì cũng có. Dạ. Có. Mà không biết nhưng mà